Sau khi chúng ta đã chọn sàn giao dịch và rút về rồi thì chúng ta sẽ không rút được nữa. Thì nên chúng ta lưu ý là chọn đúng thao tác từng bước một để tránh cái tình trạng bị mất cái đồng lót nhé. Xin chào các bạn nha. Trong cái video này, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn rút cái đồng lót lên sàn giao dịch để chúng ta bán. Thì chúng ta sẽ vô ứng dụng Dot .net và chúng ta sẽ vô cái mục Dot .net sheet to exchange này, đó là gửi lên sàn giao dịch á. Còn cái token claim him là chúng ta có thể rút về cái địa chỉ ví ton của mình. Còn là mình sẽ gửi trực tiếp lên sàn để chúng ta sẽ giao dịch. Nó sẽ chọn vô, nó sẽ chọn lên mục exchange này, đầu tiên luôn là clean tiêu, chúng ta sẽ chọn sàn giao dịch OKX hay Bybit. Đó, ở đây mình sẽ chọn Bybit và chúng ta sẽ bấm tiếp tục. Đấy, nó hỏi chúng ta là cái mục đầu tiên là chúng ta sẽ điền cái địa chỉ ID của Bybit nhé. Cái mục thứ hai này cái địa chỉ dot ở trên Bybit, và cái mục thứ ba là mục menu nằm cái mục như là comment đó. Giờ chúng ta sẽ vô cái sàn Bybit. Bây giờ chúng ta sẽ điền cái ID của cái sàn Bybit này vào cái mục đầu tiên, đây là ID nha. Các bạn nhớ điền thứ tự lần lượt từ trên xuống dưới nha. Rồi cái mục ở giữa là dot posting là chúng ta sẽ điền cái mã của cái đồng dot ở trên sàn. Là cho một chọn cho mục tài sản, các bạn nạp chọn mục nạp tiền này, nạp crypto này. Các bạn chọn cái đồng dot này, dot s nha, dot s mới đúng. Đấy, các bạn thấy không, ở dưới này, ở dưới đó, chúng ta chọn cái đồng dot, chọn mạng rút tiền này, mạng ton này, ok này. Rồi cái đây là địa chỉ nạp tiền của mình này, ta sao chép cái địa chỉ nạp tiền của mình và nhắn như đây. Và cái mục mono này, menu này, menu là cái thằng tab này, các bạn thấy không, vui lòng điền chúng chỉ nạp và tab menu đó. Mình sẽ sao chép cái địa chỉ cái mã đó. Các bạn nhớ làm từng bước theo như mình nha. Thì chúng ta sẽ thực hiện thao tác như vậy và cái đồng đó nó sẽ gửi về sàn cho chúng ta trong vòng trước ngày 20 tháng 8 nhé. Đó, ở đây mình sẽ gửi. Và tương tự như những cái sàn OKX cũng vậy. Hiện tại nó đang cho rút trực tiếp về sàn Bybit và sàn OKX nhé. Nên các bạn cứ làm. Đó, chúng ta nó hỏi chúng ta nè. Bybit UID Bybit nè. Rồi là cái này là mã địa chỉ của đồng dot ở trên cái sàn Bybit Nano nè. Nó hỏi chúng ta là có đúng chính xác hay không nè. Nếu chúng ta đúng thì chúng ta mới bấm icon nè. Đó, xong rồi ok. Rồi chúng ta sẽ gửi về chúng ta trước ngày 20 tháng 8. Đó. Tương tự đối với cái sàn OKX các bạn nhé. Thì chúng ta chỉ cần tải tải cái app sàn OKX với sàn Bybit về, chúng ta gửi tài liệu bên KIC và chúng ta có thể gửi tiền nạp tiền rồi. Rồi chúc các bạn thành công nha.